Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay thì xin giới thiệu đến anh em một con xe Honda Sonic 150cc, đăng ký 2020, biển Hà Nội, loại Underborn đấy ạ. Loại này thì là thực sự là rất là ít. Và cái con Sonic này thì nó là màu bản đặc biệt nhé. Biển kiểm soát 29E2-51086. Hiện thời thì con xe này nó mới đi được có 3.000 cây thôi ạ. Đây, 3.051,8 km nhé. Đấy, cái quan trọng là ở cái chỗ đó. Và con xe này là con Sonic thì là xe nhập bản nhập của Thái rồi. Thì như anh em đã biết, bản nhập Thái Lan nhá. Đấy. Thì khi mà con xe này về đến Việt Nam và Minh Long bán ra với giá bán là 64 triệu, đăng ký đăng kiếc xong là 70 triệu đấy. Đấy, thì bây giờ thì hiện tại thì bên xe máy Hoàng Anh thì hôm qua mới về được con xe này, thực sự là rất là ít khi gặp. Bản đặc biệt luôn nhá. Cái màu này là chỉ có cuối năm 2019 đầu 2020 thì mới có thôi nhá. Màu nguyên bản. Đấy. Xe mới khoảng độ 99% luôn. Đây anh em thử nhìn này. Cùng tay lái nhá. Rồi tất cả những cái phần phía trên của cái chảng ba của nó. Mọi thứ đều nguyên zin và chưa bao giờ có qua chỉnh sửa gì đâu ạ. Cổ phốt, cổ phèo là nguyên zin hết tất cả mọi thứ. Anh em nhìn này. Honda Sonic thì là nó chung với cục máy với cả Honda Winner đấy. Thế nhưng mà nó được tinh chỉnh hơn về ở cái cấp số. Đây, chảng ba đây. Anh em có thể nhìn rõ ràng nhá. Từng chi tiết một này. Đây. Thụp thò này. Rồi những cái con ốc tiếp thứ là zin 100% nhá. Zin 100% theo xe. Vành bánh đẹp, lốp zin theo xe nhá. Chưa bao giờ qua thay thế cái gì cả. Đây. Còn phía trong anh em nhìn cục máy của nó đẹp đến mức độ như thế này luôn. Siêu đẹp luôn. Lắp thêm cái che cách nước này, bảo vệ cách nước, hai cái còi sờ còi luôn nhá. Hai còi của xe Camry. Đây, hai còi của xe Camry này. Đĩa phanh còn cực kỳ là căng đét nhá. Không có một vết gờ nào cả. Chỉ lốp còn nguyên. Cụm phanh đây. Anh em nhìn những cái con ốc của nó thấy độ mới của nó như thế nào nhá. Nó quá mới luôn. Thực sự là nó làm con xe cực kỳ mới và hiếm. Sonic thì nó đã không có nhiều trên thị trường rồi, mà lại cái bản này nó thì lại càng ít. Vô cùng ít luôn. Cục máy thì nguyên zin 3.000 cây mà. Thì mình nói luôn là nó nguyên zin từng con ốc một, từng chi tiết một luôn. Anh em nhìn rõ ràng này. Đấy, ốc treo máy đây nhá. Rồi tất cả những con ốc ở bên bưởng côn, từng chi tiết một nó đều rất là đẹp. Thể hiện rõ ràng nó làm con xe cực kỳ mới. Đến cái cổ mô của nó còn chưa bị vàng nhá. Chưa bao giờ chạy tua, thậm chí con này chưa bao giờ chạy lên số 6 thì phải. Đây, cũng ben đạp phanh này, cũng ben phanh này. Càng sau này. Anh em nhìn càng sau này. Đấy, cái này thì chưa bao giờ là người ta ngồi lên chẳng hạn. Ở trong là cái ốc của cái giảm sóc nhá. Anh em nhìn rõ này. Càng xe thì mới có gọng luôn. Bô đẹp. Không có một cái gì gọi là lỗi cả. Tem xe này 150R này, 6 speed DOHC nhá. Đây. Anh em nhìn này, lốp zin theo xe. Ốc trục này. Và đĩa phanh sau, cụm phanh. Đằng sau đuôi zin nhá. Con này là zin 100%, không có độ chế gì cả. 100% zin, không độ chế gì cả. Cái xích của nó thì nó hơi dỉ một chút, bởi vì do người ta lâu người ta không sử dụng thì mình về mình đã bảo dưỡng rồi, thì anh em đi là không vấn đề gì cả. Nhông xích là zin theo xe này. Đấy, cục nhân xích nhau zin ra. Cái tà lồng lốp còn dày bịch đến mức độ như thế này thì anh em hiểu rồi đấy, nó độ mới của nó như nào. Đấy. Mình cam kết là cái xe này mới 99% luôn, cực kỳ mới luôn. Ốc cái thứ đồ đạc của xe thì nó quá đẹp luôn. Xe đẹp, đẹp hoàn hảo luôn. Quá ít đi sử dụng. Từ năm 2020 đến bây giờ mà đi có 3.000 cây thôi ạ. Chính xác là 3.000 cây luôn nhá. Đấy, cái tem mà tem giấy ấy, hôm qua là nó mới bong. Bởi vì rửa lâu ngày để rửa thì nó mới bong. Còn hôm qua là vẫn còn nguyên cả cái tem giấy này luôn.
cục máy thì chưa kể cả tăng cam chưa chỉnh nhá, chưa chỉnh tăng cam luôn, cam kết với anh em luôn là như thế. Đây. Có thêm cái ba ga này rồi, thì anh em để đồ nó rất là dễ chịu này. Con xe này thì nó không đại trà giống như kiểu Su Rider hoặc là Satria đâu. Anh em nào chơi con này thì mới là tinh này. Máy móc thì cực kỳ ngọt ngào, bốc nhẹ và ăn xăng thì nó là như ngửi luôn. Ăn xăng như ngửi luôn. Chìa khóa thì một đôi nhá. Chìa khóa một đôi này. Đây, anh em nhìn rõ nhá, chìa khóa là một đôi luôn này. Đấy. Chảng ba còn chưa có một vết xước nào. Đèn 2 tầng. Pha led 2 tầng. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ báo giá con xe Sonic 150 đăng ký 2020 biển Hà Nội đấy nhá. Đây, biển nó còn khá là đẹp luôn. 29E2 51086, đuôi là phát lộc đấy. Chiếc Sonic này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 50 triệu rưỡi nha anh em nhá. Giá bán là 50 triệu rưỡi là chưa bao gồm giá sang tên, chưa bao gồm các cái chi phí sang tên hoặc chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý cái vấn đề đó. Anh em có thể đến thẳng trực tiếp cửa hàng là địa chỉ xe máy Hoàng Anh, 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dư Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905 958889 để xem trực tiếp cái sản phẩm này nhá. Rồi thì mình xin dừng video, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Mình xin cảm ơn ạ.